biểu tình bạo động ở Thổ Nhĩ Kỳ ngay lúc Ngoại trưởng Mỹ tới thăm. Cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng trăm người ủng hộ Palestine tìm cách đập phá một căn cứ không quân mà Mỹ sử dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới hôm Chủ nhật. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng trăm người biểu tình bạo động hôm Chủ nhật chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hạ cánh. Theo báo cáo bằng video của The Guardian, Cuộc biểu tình của những người ủng hộ Palestine được tổ chức bởi IHH, một quỹ nhân đạo. Cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra không xa căn cứ không quân Incirlik phía nam Adana, căn cứ không quân Incirlik gần bờ biển Địa Trung Hải này là của thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO nhưng có lính Mỹ đồn trú và có các máy bay quân sự của Mỹ và Anh hoạt động. Theo AFP, nó được sử dụng như một bàn đạp cho phép Mỹ thuận tiện triển khai các hoạt động quân sự ở Trung Đông. Cuộc biểu tình do IHH tổ chức chung với thời điểm mà theo lịch dự kiến. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới chỉ trong vài giờ đồng hồ sau đó. Ông sẽ gặp mặt người đồng cấp Hakan Fidan vào ngày thứ Hai, mùng 6 tháng 11, kể từ khi chiến tranh Israel nổ ra, đặc biệt là từ khi quân đội Israel IDF công hãm giải Gaza và số người Palestine bị bom đạn giết chết tăng nhanh, thì ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thường có các hoạt động biểu tình chống Israel và ủng hộ Palestine. Theo một phóng viên AFP tại hiện trường, cuộc biểu tình 1.000 người hôm Chủ nhật được tổ chức bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Ankara. Có thể thấy trong video, Bulen Yeririm, chủ tịch của ISH, kêu gọi đám đông ngừng sử dụng bạo lực. Hỡi các anh em, ném đá vào cảnh sát hoặc làm những điều tương tự là không đúng. Chúng ta rất tức giận, chúng ta không chịu nổi, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đang làm những gì có thể làm. Lúc đầu những người biểu tình là ôn hòa, nhưng sau đó đã trở nên bạo động và kêu gọi phải đóng cửa cơ sở không quân này. Theo AFP, chưa có báo cáo về hậu quả của cuộc biểu tình bạo động. Ngoại trưởng Blinken đến Iraq để ngăn chặn cuộc xung đột ở Gaza lan rộng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Iraq hôm Chủ nhật trong chuyến công du Trung Đông của ông nhằm cố tìm cách hạ giảm căng thẳng sau khi chiến tranh nổ ra giữa Israel và nhóm Hamas của Palestine hôm ngày 7 tháng 10. Sau chuyến thăm bờ Tây bị chiếm đóng trước đó, ông Blinken đã đáp máy bay đến Baghdad vào tối Chủ nhật trong chuyến thăm đầu tiên tới đất nước này với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và nội hàm với Thủ tướng Iraq Mohamed al sudani Washington muốn ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng ra trong khu vực và đã tăng cường ngoại giao với các nước trong khu vực có người dân đang phẫn nộ trước cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Ngoại trưởng Blinken đã máy bay xuống sân bay quốc tế Baghdad. Ông mặc áo chống đạn và di chuyển bằng trực thăng Black đến vùng xanh, một tàn tích của cuộc chiếm đóng Iraq của Mỹ. Tại dinh của đại sứ Hoa Kỳ, ông được thông báo ngắn gọn về các mối đe dọa đối với các cơ sở của Hoa Kỳ trước khi ông đến văn phòng thủ tướng Iraq. Sau đó vào Chủ nhật, ông Blinken tới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cuộc biểu tình đã diễn ra. Nhóm Kastai Hebolab được Iran hậu thuẫn tối thứ Bảy đã ra cảnh báo rằng chuyến thăm dự kiến của ông Blinken sẽ gặp phải sự leo thang căng thẳng chưa từng có. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái nhằm vào quân đội Mỹ và liên minh đã gia tăng ở Iraq và Syria kể từ khi các cuộc tấn công đẫm máu của Hamas hôm ngày 7 tháng 10 dẫn đến một chiến dịch quân sự khốc liệt của Israel ở Gaza. Các nhóm vũ trang Iraq liên kết với Iran đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái nếu Washington can thiệp để hỗ trợ cho Israel chống lại Hamas ở Gaza. Điều rất quan trọng là gửi thông điệp rất rõ ràng tới bất kỳ ai tìm cách lợi dụng cuộc xung đột ở Gaza để đe dọa nhân viên của chúng tôi ở đây, và bất kỳ khu vực khác trong khu vực đừng làm điều đó, Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên sau cuộc họp với Thủ tướng al sudani Ông al sudani hứa sẽ truy lụng thủ phạm của các cuộc tấn công bằng rocket vào ba căn cứ quân sự ở Iraq, có các cố vấn liên minh quốc tế, bao gồm căn cứ Ain al Assad ở phía tây Iraq, một căn cứ quân sự gần sân bay quốc tế Baghdad và Harris ở thành phố Erbil, phía bắc Iraq. Hezbollah có trụ sở tại Lebanon giống như Hamas, được Iran, đối thủ của Mỹ hậu thuẫn, đã mở các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel. Lãnh đạo Hebron CS Hassan Nareblas ra cảnh báo hôm thứ Sáu khi ông Blinken đến khu vực này rằng việc ngăn chặn xung đột khu vực phụ thuộc vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Gaza và cho biết có khả năng giao tranh trên mặt trận Lebanon sẽ trở thành một cuộc chiến toàn diện. Hamas nói Israel tấn công dữ dội các bệnh viện ở Gaza Hamas cáo buộc Israel tập kích dữ dội quanh một bệnh viện ở phía bắc giải Gaza, không lâu sau khi hệ thống liên lạc trong khu vực bị cắt. Trong hơn một giờ, những vụ đánh bom ác liệt đã diễn ra xung quanh các bệnh viện. Salama Maros, người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hamas ngày 5 tháng 11 cho biết thêm rằng khu vực quanh bệnh viện Al-Shifa lớn nhất giải Gaza bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Loạt cuộc tập kích diễn ra sau khi Ten Aviv một lần nữa cáo buộc lãnh đạo Hamas núp bóng những cơ sở dân sự để chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Hamas bố trí lực lượng và vũ khí bên trong, bên dưới và xung quanh các trường học, nhà thờ Hồi giáo, nhà ở và các cơ sở của Liên Hợp Quốc, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari nói. Tại một cuộc họp báo, Hagari đã đưa ra những hình ảnh cho thấy các tay súng Hamas dường như khai hỏa về phía Israel từ các địa điểm bên trong hoặc gần bệnh viện. Ông nhấn mạnh một trong những tội ác lớn nhất của Hamas là sử dụng bệnh viện để che giấu cơ sở hạ tầng quân sự. Hamas nhiều lần bác bỏ cáo buộc và tuyên bố sẵn sàng cho phép giám sát viên quốc tế kiểm tra các bệnh viện ở giải Gaza nhằm tìm dấu vết về việc họ đã sử dụng chúng để phát động tấn công Israel. Giới chức Israel cho hay, cuộc đột kích hôm 7 tháng 10 của Hamas khiến hơn 1.400 người tại nước này thiệt mạng và hơn 5.400 người bị thương. Sau vụ tấn công, IDF phát động chiến dịch quân sự nhằm vào giải Gaza, khiến hơn 9.700 người tại đây thiệt mạng và ít nhất 32.000 người bị thương, biến nhiều khu vực thành đống đổ nát. Khảo sát của New York Times ông Trump dẫn ông Biden ở Nam bang chiến trường. Tổng thống Joe Biden có lẽ sẽ thua trong cuộc tái đấu với đối thủ đảng Cộng Hòa, cựu tổng thống Donald Trump, nếu như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức ngay bây giờ. Theo kết quả từ một cuộc khảo sát do New York Times công bố hôm ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 11. Tờ New York Times tiến hành khảo sát 3.662 cử tri đăng ký ở 6 bang chiến trường dễ dao động từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, sai số khảo sát là cộng trừ 1,8%. Kết quả khảo sát cho thấy, cựu tổng thống Donald Trump đang dẫn tổng thống Joe Biden ở 5 trong 6 bang chiến trường lớn, trong khi đa số cử tri bày tỏ thất vọng về hiệu suất công việc của tổng thống Mỹ đương nhiệm. Ông Trump dẫn ông Biden 10 điểm phần trăm tại Nevada, 6 điểm phần trăm tại Georgia, 5 điểm phần trăm tại Arizona, 5 điểm phần trăm tại Michigan và 4 điểm phần trăm tại Pennsylvania, trong khi ông Biden chỉ dẫn được ông Trump ở Wisconsin với chênh lệch 2 điểm phần trăm. Trước đó trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Biden được tuyên bố thắng cử tại tất cả 6 bang chiến trường lớn nêu trên. Cuộc khảo sát lần này của New York Times chỉ ra rằng 59% cử tri tại các bang chiến trường này nói họ thất vọng về hiệu suất công việc của tổng thống Biden, chỉ có 38% cử tri bày tỏ sự tán thành. Trong khi đó, 71% cử tri nói ông Biden quá già để làm tổng thống hiệu quả, 39% cử tri bày tỏ quan điểm tương tự với ông Trump. Thêm nữa, 62% cử tri nói ông Biden không có sự sắc sảo về tinh thần để làm tổng thống hiệu quả, chỉ 35% cử tri nhận xét như vậy về ông Trump. Về trí lực sắc sảo của ông Trump, 54% cử tri nói cựu tổng thống đủ sắc sảo để làm tổng thống hiệu quả, trong khi 44% đưa ra quan điểm ngược lại. Hơn một nửa cử tri được khảo sát, khoảng 53% cũng nói các chính sách của ông Biden đã đang trực tiếp gây tổn hại cho họ, trong khi 51% cử tri nói các chính sách của ông Trump đã trực tiếp giúp ích cho họ. Gần 6 trên 10, khoảng 59% cử tri tin tưởng ông Trump hơn ông Biden về điều hành kinh tế và thích ông Trump hơn trong việc xử lý các vấn đề giáo dục, mức thu nhập, tuổi tác và giới tính. Chỉ có 2% cử tri tham gia khảo sát, trong đó chưa đến 1% những người tham gia khảo sát dưới 30 tuổi tuyên bố nền kinh tế Mỹ hiện tại là hoàn hảo cuộc khảo sát nêu trên được new york times thực hiện vào thời điểm sau khi ông trump bị truy tố trong nhiều vụ án cả hình sự và dân sự nhưng có vẻ như những bản cáo trạng mà ông trump cho là cuộc săn phù thủy đó lại làm ông tăng thêm tín nhiệm trong khi đó lúc này ông biden đang bị cử tri chỉ trích nặng nề về hiệu suất công việc tổng thống dân chúng mỹ dưới thời tổng thống biden đang phải vật lộn với hàng loạt các vấn đề như lạm phát giá nhiên liệu tăng vọt Làn sóng tội phạm gia tăng và số lượng lớn chưa có tiền lệ người nhập cư bất hợp pháp đổ vào nước Mỹ từ biên giới phía nam giáp Mexico, cuộc khảo sát mới nhất này của New York Times đã đặt ra hồi chuông cảnh báo cho Đảng Dân chủ về cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Dân biểu Pramila Jayapan, Đảng Dân chủ Washington, phát biểu trên đài MSNBC rằng bà thừa nhận rất lo lắng về kết quả của khảo sát, bà Jayapan hiện là nữ chủ tịch của nhóm học kín cấp tiến tại Hạ viện. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy cuộc bầu cử 2024 là một vấn đề lớn cho Tổng thống Biden và cho sự kiểm soát của Đảng Dân Chủ chúng ta. Bà Yaya Pan nói, ông Trump hiện chưa chính thức trở thành đề cử viên Tổng thống 2024 của Đảng Cộng Hòa, nhưng ông đang bỏ xa các ứng cử viên khác trong cuộc thăm dò gần đây. Trong khi đó, về phía Đảng Dân Chủ, mặc dù các ứng viên khác trong nội bộ đảng này vẫn đang chạy đua giành đề cử Tổng thống 2024 của Đảng, nhưng giới chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ nói rằng họ hoàn toàn ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông biden và sẽ không tổ chức các cuộc tranh biện sơ bộ